Dạ vâng, cơ sở bên em lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh chip đêm. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại tiếp tục xin giới thiệu tới các bác về cái đầu âm ly Son 288. Thì trước khi đi chi tiết về cái âm ly này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Thì để được mua bán thành công thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác, không thì các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở dưới cái phần bình luận. Thì bên cơ sở là cũng có anh em nhân viên điện đến hỗ trợ cho các bác. Còn bây giờ thì đi chi tiết về cái đầu âm ly này để cho các bác cùng tham khảo này. Đối với các bác làm thợ đánh chim đêm thì cũng biết rồi, cái đầu âm ly này nó là cái đầu không thể thay thế được trong tất cả các đầu âm ly để các bác thổi chim đêm. Đấy, về ưu điểm của nó thì em sẽ nói chi tiết khi bóc cái con âm ly này ra. Còn những cái phụ kiện các bác được tặng kèm khi mua âm ly thì các bác sẽ nhận được là một cái dây nguồn này. Cái dây nguồn để các bác đấu ra cái bình ắc quy 12V và một cái đầu đọc thẻ để các bác gài cắm cái thẻ nhớ vào. Và cái đầu đọc thẻ này thì khi các bác mua hàng ấy mà các bác chưa có tiếng thì bên cơ sở là sẽ hỗ trợ tiếng chim để cho các bác đánh nhé. Ở cái vụ năm 2021 này đấy, với tất cả các loại chim di cư thì bên cơ sở đều có tiếng mới để hỗ trợ cho các bác. Còn về cái đầu âm ly đây các bác có thể thấy nó rất là nhỏ gọn đấy, cách thức sử dụng thì cũng đơn giản đấy, bóc ra cho các bác cùng xem này. Đấy, con âm ly nó sẽ được bọc vào trong cái túi chống sốc như thế này để đảm bảo cho các bác là khi bên cơ sở em gửi hàng về cho tay các bác ấy, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng tới chất lượng cũng như là ảnh hưởng tới âm thanh đấy của con âm ly khi các bác nhận hàng. Còn điều đặc biệt hơn nữa ấy, là các bác mua hàng bên cơ sở em là sẽ bảo hành cho các bác là 15 ngày đấy, từ ngày các bác nhận hàng cho tới là các bác dùng nhá, lỗi hỏng đổi trả đấy, tất cả mọi tiền cước chi phí thì bên cơ sở đều chịu hết đấy, cho các bác yên tâm là khi mua hàng bên cơ sở em. Và ngoài ra nữa là các bác không phải đặt cọc hay chuyển khoản bất cứ 1.000 nào cả đấy, hàng tới nơi thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy, các bác có thể là thử tất cả trên các dòng loa của các bác đấy, chạy ổn định, kéo ổn định thì các bác thanh toán với người giao hàng. Đấy là bên cơ sở là mua bán rất là thoải mái cho các bác. Còn về cái con âm ly này thì vỏ ngoài của nó thì được làm bằng hợp kim nhôm. Đấy thì cái tính năng chịu nhiệt của nó cực kỳ là cao, với cái công suất của nó là 600W. Thì các bác thường thường là sẽ sử dụng là kéo được từ 3 đến 4 loa. Về cái con âm ly này thì nó sẽ có hai cái củ cổng chính thôi, hai cổng chính để các bác kéo loa ra. Còn đối với các bác muốn đấu 4 đến 5 loa hoặc 3 loa thì các bác có thể là đấu dây điện chéo đấy, chung vào một cái củ nguồn như thế này để phóng ra và gọi tất cả các hướng. Về con âm ly này thì tính năng chịu nhiệt của nó cao thì các bác sử dụng đánh chim di cư đa số là đánh với cái thời gian lớn. Đấy, đa số là ví dụ các bác đánh như bây giờ đánh chim rẽ run ấy hoặc là tu hú thì các bác thường thường là đánh cả ngày cả đêm. Đấy, với một con âm ly mà cái tính năng chịu nhiệt của nó không cao thì nó sẽ sinh ra là cái thứ nhất là méo tiếng và cái thứ hai là nó sẽ chập và hỏng những con IC bên trong. Đấy, con âm ly này thì nó cực kỳ là chịu nhiệt rồi, và cái thứ hai nữa là về công suất của nó lớn thì các bác có thể là sử dụng đánh cả ngày cả đêm đều được. Còn về cái con âm ly này thì cách thức sử dụng của nó thì nó rất là đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có ba cái nút chính này. Đấy, hai cái nút này thì các bác mua về là các bác phải khởi động hai cái nút ngoài cùng đây. Đấy thì con âm ly bắt đầu nó mới chạy được. Còn về những cái nút ở bên trên đây các bác này, nút trên thì nó sẽ có nút qua bài này, trở lại, tạm dừng, chạy lặp lại một bài. Đấy thì nó sẽ hiện ở trên mặt đây. Và cái nút chỉnh bát check này, đấy chỉnh bát check thì cũng tùy vào cái dòng chim các bác đánh. Đấy, đánh dễ run thì các bác chỉnh check nhiều, mát về nói chung là về từ khoảng 8 giờ thôi. Đấy, còn về đánh những cái con chim chích chẳng hạn ấy, chích dê hoặc là sâm cầm thì nó lại chỉnh một kiểu khác các bác nhé. Còn về cái con âm ly này thì về cái ưu điểm của nó thì công suất cao, chịu nhiệt tốt. Về cái nhược điểm của nó thì nó chỉ sử dụng được qua bình ắc quy 12V thôi. Thì đây nó sẽ có lỗ bình để các bác cắm vào này. Đấy, cắm cái lỗ bình vào ắc quy 12V để các bác đấu đầu này ra bình là ok. Còn về con này thì nó sẽ có cái khe cắm thẻ đọc nhớ và cái đầu đọc thẻ SD này. Đấy thì các bác cần cái đầu đọc thẻ SD hoặc là cái USB cắm thẻ nhớ thì bên cơ sở đều có hỗ trợ cho các bác. Còn giá cả thì hiện tại về cái dòng âm ly này nó là cái dòng âm ly đời đầu các bác nhé. Cái dòng đời mới thì cái mặt chữ này, đây mặt chữ quay trực tiếp cho các bác. Cái dòng âm ly mặt mới thì mặt chữ này nó sẽ có màu khác, nó không phải màu đen. Đấy, không phải màu đen các bác nhé. Đấy, không phải màu đen thì khi các bác sử dụng ấy, đấy thì cái dòng đấy nó rẻ hơn nhưng mà cái tỷ lệ nó hỏng hóc thì nó sẽ cao hơn là cái dòng âm ly này. Đây là cái dòng âm ly đời đầu. Đối với các bác mua hàng ấy, thì các bác được kiểm tra hàng rồi. Còn đặt hàng thì em cũng giới thiệu qua cách mua bán cho các bác rồi. Còn đối với bác nào mà xem được cái video này cùng cảnh đam mê đi bẫy chim đêm thì các bác có thể là đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem được cái video tiếp theo. Còn một video ngắn thì xin giới thiệu tới các bác là về cái con âm ly Son 288. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.